Tú Trinh xin kính chào quý vị, chào đón quý vị đang đến với bản tin FBNC. Đây là bản tin đặc biệt chào đón mùng 1 Tết Xuân Mậu Tuất năm 2018. Và trong phần đầu tiên của bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm các phóng sự nổi bật sau đây. Đặt mục tiêu để thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chất lượng du lịch. Xu hướng du lịch trong năm 2018 sẽ được du khách ưa chuộng. Thưa quý vị, theo số liệu của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thì trong năm 2017, lượng khách quốc tế ước đạt gần 6,4 triệu lượt, tăng 23% so với năm 2016. Với đà tăng trưởng hiện tại thì thành phố tiếp tục đặt mục tiêu khách quốc tế tăng thêm 25% trong năm nay lên mức 7,5 triệu lượt. Cùng với việc đẩy mạnh số lượng khách đến thì thành phố cũng sẽ có nhiều hoạt động nhằm tăng cường chất lượng du lịch để Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được nhắc đến như nơi quá cảnh của khách quốc tế. Theo số liệu từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, thành phố đã đón gần 6,4 triệu lượt khách quốc tế và 25 triệu lượt khách nội địa. Số khách này mang về cho thành phố nguồn thu khoảng 116.000 tỷ đồng. Mặc dù lượng khách đến Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khiêm tốn so với các thành phố dẫn đầu về du lịch trên thế giới. Cụ thể, trong năm 2017, Bangkok là thành phố dẫn đầu về lượng khách quốc tế với con số hơn 20 triệu lượt, gần gấp đôi lượng khách đến cả nước Việt Nam. Các vị trí tiếp theo thuộc về London với 19 triệu lượt, Paris với 15,5 triệu lượt và Dubai với 14,1 triệu lượt, nhưng đây đã là con số kỷ lục của ngành du lịch thành phố từ trước đến nay. Tuy nhiên, trong khi lượng khách đến tăng trưởng 23% so với năm 2016, thì doanh thu từ du lịch của thành phố chỉ tăng 12,6%. Còn nếu so sánh trong tương quan cả nước, thì trong khi lượng khách đến Thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 50% lượng khách quốc tế của cả nước, thì doanh thu từ du lịch chỉ bằng 23%. Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, điều này cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ được xem là một điểm quá cảnh của du khách quốc tế. Khách chỉ đến thành phố để di chuyển tiếp đến các điểm đến khác mà không có chi tiêu nhiều tại thành phố. Chúng ta thường xuyên đạt 60% của cả nước, bởi chúng ta là một trung tâm du lịch lớn nhất của cả nước. Từ trước tới nay, lúc mà tôi còn làm việc á, là chúng ta đạt 60%. Và doanh thu chúng ta thường chiếm dưới 40-50% và từ 35-40%. Thì các anh chị coi doanh thu chúng ta hiện nay là cái gì? 115 tỷ trên 500 tỷ là bao nhiêu trăm? 13 triệu khách chúng ta có 6 triệu 3 khách, gần 6 triệu rưỡi khách chúng ta chiếm bao nhiêu trăm? Như vậy đó là chúng ta thấy một cái báo hiệu rằng cái số khách đến chúng ta có số khách transit rất là nhiều. Như vậy thì chi tiêu về du lịch, doanh thu về du lịch chúng ta ngày càng giảm so với tốc độ. Theo số liệu từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, giá phòng bình quân của khách sạn 3 đến 5 sao tại thành phố thấp hơn 11,3% so với năm 2014, chỉ đạt hơn 1,9 triệu đồng một đêm. Huyện Cần Giờ được kỳ vọng là điểm nhấn thu hút du lịch của thành phố, nhưng trong 7 tháng đầu năm, doanh thu du lịch từ huyện này mang về đóng góp chỉ 0,54% vào doanh thu chung. Cụ thể, mỗi khách du lịch đến Cần Giờ chi tiêu trung bình 400.000 đồng. Tuy nhiên, trong một lần trả lời báo chí cách đây chưa lâu, đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có vẻ như du khách đang tiêu tiền ít đi hoặc có những kênh buôn bán khác đang diễn ra nhưng lại không đem lại thu nhập cho thành phố. Kênh buôn bán mà Sở đang nhắc đến là các ứng dụng cung cấp dịch vụ đặt tour, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn trực tuyến v.v. Điều này khiến doanh nghiệp dịch vụ trong nước và doanh nghiệp lữ hành thất thu lớn. Sắp tới, thành phố sẽ tiến hành những khảo sát quy mô lớn về thời gian cư trú và chi tiêu của du khách quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và lần này để bảo đảm cái điều tra của chúng ta nó có cơ sở và căn cứ khoa học. Cho nên rằng là cái điều tra về kể cả cái chi phí, độ dài người ta đến, kể cả thị hiếu của người ta khi người ta đến điểm đến của mình và cái sự hài lòng người ta khi người ta đến Thành phố Hồ Chí Minh là những cái điều tra mà hiện nay cái biểu mẫu chúng tôi đã chuẩn bị xong và đã có cái việc triển khai. Thế chúng tôi cũng phải làm một cái cách nhanh hơn, đó là có cái điều tra bỏ túi. Theo điều chỉ đạo của đồng chí giám đốc thì chúng tôi cũng đang làm những cái nhiệm vụ như vậy để cái chi tiêu bình quân ấy, nó có cái tính chất thời sự và ngắn hạn nhưng mà chúng ta đánh giá được cái cơ sở. Trong khi đó, đa phần các doanh nghiệp đều cho rằng lý do chính khiến thời gian du khách lưu trú Thành phố Hồ Chí Minh còn khiêm tốn là ít sản phẩm du lịch đặc trưng. Do đó, để giữ khách ở lại lâu hơn, theo ông Nguyễn Hữu Thọ, thành phố cần đẩy mạnh hai giải pháp là liên kết với các tỉnh thành xung quanh và tăng cường chất lượng các sản phẩm du lịch nội bộ. Nhưng mà hai cái chuyện chúng ta phải tính, cái chuyện thứ nhất là phải liên kết ngay với các tỉnh lân cận trong khu vực để đẩy cái số khách quốc tế họ lên. Và chính vì vậy thì khách đó mới đến Thành phố Hồ Chí Minh, mới transit Thành phố Hồ Chí Minh và ở Thành phố Hồ Chí Minh một vài đêm. Đó là một cái nguồn cung cấp khách cho chúng ta. Còn nếu bản thân chúng ta thì chúng ta sẽ rất giới hạn.
Cái hai là bản thân của chúng ta phải vươn lên bằng cái sản phẩm. Nếu trước đây đó người ta nói một cái về du lịch đó, và một phát triển của kinh tế đất nước đó, mà có cái yếu tố du lịch đó thì người ta nói cái gì? Người ta nói new tourism, tức là cái gì bản sắc của chúng ta phải giữ, cái gì làm mới là phải làm hiện đại. Từ năm 2017, thành phố tập trung phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng như các phố chuyên doanh về dược liệu đông y và bạc đá quý, phố đi bộ đêm. Đặc biệt, thành phố đang đẩy mạnh xây dựng chương trình mỗi tháng một sự kiện nhằm tạo thêm điểm nhấn cho du lịch thành phố. Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến xung quanh kết quả thực hiện các chương trình này, nhưng ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng đây là hướng tiếp cận đúng. Chúng tôi đánh giá những cái phố chuyên doanh, những cái phố đêm và những sự kiện là những việc chúng ta đang tiếp cận đúng. Tôi cũng xin chia sẻ các anh chị, nó còn, mặc dù là còn những cái hạn chế nhất định, chưa như cái mong muốn, nhưng đây là một cái tiếp cận chúng ta cần phải kiên trì và gia tăng thêm cái chất lượng để chúng ta tăng cái tính phục vụ. Trong năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 29 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 138.000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2017. Và theo dự đoán của Tổng cục Du lịch thì ngành du lịch trong năm 2018 sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển. Vậy xu hướng du lịch nào sẽ được du khách ưa chuộng nhất trong năm 2018? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Công ty Du lịch Lửa Việt. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, chào ông ạ. Với tư cách là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về tình hình du lịch Việt Nam trong năm 2017 ạ? Có thể nói là du lịch Việt Nam 2 năm liền là có cái sự tăng trưởng rất là tốt, cũng có thể nó là ngoài cái mong đợi. Nói như vậy bởi vì năm 2015 du lịch tăng trưởng chỉ có 0,9% thôi, và năm 2016 thì tăng lên 26%, và năm 2017 thì tiếp tục cái đà tăng trưởng đó, có cái sự tăng trưởng tiếp đó là 29,8%. Có thể nói là con số rất là tốt. Tôi tin chắc rằng là nó cũng có cái sự tăng trưởng rất là tốt, gần đạt tới cái đỉnh của du lịch Việt Nam. Cái mức tăng trưởng cao nhất của du lịch Việt Nam là năm 2010, nó tăng tới 34,8%, sau đó thì nó đi xuống. Mình hy vọng kỳ này thì nó 29,8 chưa phải là đỉnh, và mình sẽ giữ được cái mức độ tăng trưởng hiện nay để làm sao mà rút ngắn cái khoảng cách với cái các nước đang dẫn đầu trong khu vực ASEAN. Thưa ông đánh giá như thế nào về những cơ hội phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2018 này ạ? Chắc chắn rằng là năm 2018 sẽ dự báo sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn năm 2017 vì những lý do sau đây. Thứ nhất là nó có một cái tác động tích cực từ cái cú hích mà cái thành tích bất ngờ của đội tuyển U23 bóng đá Việt Nam. Cái sức nóng của cái chuyện mà hạnh phúc mà khi mà Việt Nam lọt tới cái chung kết Á quân của châu lục, nó đang tiếp tục lan tỏa trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Việc thứ hai là hiện nay thì các tỉnh có thể nói là đang ráo riết chạy đua để tìm mọi cách khẳng định du lịch là cái thế, một trong những cái thế mạnh của mình. Các tỉnh cũng đang nỗ lực rất lớn tìm cách cạnh tranh với nhau, đặc biệt là các cái nhà đầu tư lớn. Mà gần đây nhất là chúng ta có hai sự kiện rất là quan trọng, đó là cái cáp treo ở Hòn Thơm, ở Phú Quốc Hòn Thơm được xem là cáp treo dài nhất thế giới, cái đầu tư lớn và tầm vóc và như một cái quả đấm thép. Ở Hà Long thì là có cái khu Việt Thế Giới Thu Nhỏ cũng rất là mạnh mẽ, và ngay cả tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những cái đầu trọng điểm của du lịch cả nước, thì cũng nỗ lực rất là lớn từ cái việc mà mở rộng phố đi bộ Nguyễn Huệ qua Bùi Viện, làm thêm một loạt cái phố ẩm thực, rồi một loạt sự kiện, rồi du lịch đường sông, thì mọi thứ đang tích cực chuẩn bị. Về phía nhà nước thì cũng có một cái điểm nhấn nữa, đó là gì? Luật du lịch được Quốc hội ban hành và bắt đầu áp dụng từ đầu năm 1908, thì đó sẽ là những cái cú hích mà tạo cho du lịch Việt Nam có cái sự bứt phá. Thưa ông dự đoán xu hướng du lịch nào sẽ lên ngôi trong năm 2018 này ạ? Thì du lịch biển vẫn là chủ đạo, tức là có thể chiếm hơn một nửa, khoảng 6-70% cái lượng khách mà đến Việt Nam, cũng như lượng khách Việt Nam. Một cái xu hướng thứ hai mà khách trong nước cũng hiện nay nó có dự báo cũng rất là phát triển rất là mạnh, đó là cái dạng mà từ đi.
đi theo những cái nhóm làm chương trình riêng, mình gọi nôm na là đi phượt. Mà cái này thì là xu thế là gắn về với thiên nhiên. Bên cạnh những cái công trình nhân tạo lớn thì một cái xu thế nó đối nghịch lại, đó là về với thiên nhiên, về với những cái gì tự nhiên sẵn có, của rừng, của đồi núi, của sông suối. Có một cái khái niệm cũng tương đối là mới mẻ bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, đó là khái niệm tắm rừng. Tức lâu nay mình chỉ nghe nói tắm biển, tắm sông, tắm suối. Bây giờ mình vào tắm rừng, tức là gì? Vào trong rừng để hít thở những cái không khí trong lành. Về cái xu hướng mà du lịch nước ngoài cũng phát triển rất là mạnh mẽ. Tức là một phần là do kinh tế Việt Nam nó phát triển lên, một phần thì cũng do là khách trong nước họ đã đi trong nước nhiều rồi, bây giờ họ có nhu cầu ra nước ngoài. Vì đi du lịch không hẳn chỉ là thuần túy là nghỉ dưỡng hay là đi chơi như lâu nay, mà du lịch bây giờ là trải nghiệm, là tìm cơ hội làm ăn. Du lịch còn có nghĩa là gì? Đi học hỏi người khác. Theo dự đoán của Tổng cục Du lịch, năm 2018 được gọi là một năm có rất nhiều cơ hội để cho ngành du lịch Việt Nam phát triển. Vậy thì ông nghĩ là các ngành du lịch Việt Nam nên cần làm gì để thu hút khách du lịch đến với Việt Nam mình ? Và để làm được chuyện đó thì có rất nhiều việc phải làm. Tôi cho rằng cái việc nhỏ nhất, dễ nhất và ai cũng có thể làm được mà lâu nay chúng ta chưa thật sự quan tâm, chưa thể hiện được, đó là gì? Chúng ta phải thay đổi đầu tiên là thái độ và tinh thần phục vụ. Cái này không tốn tiền. Chúng ta chưa thể cạnh tranh ngay với các nước xung quanh về chất lượng các dịch vụ, nhưng về thái độ phục vụ mình hoàn toàn có thể cạnh tranh, thậm chí vượt qua họ. Chất lượng tour, tức là chương trình tour nó phải hấp dẫn hơn. Và như vậy thì mình phải có lộ trình, kể cả cái chuyện mà giao thông. Chứ giao thông mà cứ đi nhấn nhá như thế thì là rất khó, bởi vì khi mà thời gian di chuyển kéo dài thì lãng phí cái thời gian của khách và mất đi cái cơ hội khách có thể tiếp cận, có thể trải nghiệm thêm. Bên cạnh đó có một cái việc nữa mà tôi nghĩ cũng phải làm, đó là mạnh dạn miễn cái visa, miễn thị thực cho những cái thị trường trọng điểm, những cái thị trường mà cao cấp, bỏ con tép mình bắt con tôm. Dạ, rất cảm ơn ông đã đến với buổi trao đổi ngày hôm nay ? Thưa quý vị, các phóng sự nổi bật của thị trường thế giới sẽ được nối tiếp trong phần tiếp theo của bản tin đặc biệt ngày hôm nay. Google kiện Uber vì xe điện tự lái.